ngoài món tiền được thanh toán một lần duy nhất, người vợ sẽ không nhận thêm bất kỳ tài sản nào. Hoàng gia, câu chuyện về cuộc chiến của cô con dâu Kim In-suk chống lại tất cả các đối thủ để chiếm vị trí đứng đầu tập đoàn JICA với sự hỗ trợ của luật sư Han Di-han, một công tố viên với quá khứ tăm tối được vực dậy từ hố sâu tội lỗi nhờ trái tim nhân hậu và bao dung của cô. Chị ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi, giúp tôi có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Đời ông thế là hết, đó là cuộc đời đấy. Chứng kiến cảnh ân nhân của mình, cô lọ lem Kim In-suk đang ngày càng cay đắng nuốt từng giọt nước mắt khi sống trong gia đình chồng. Luật sư Han quyết giành lại công bằng cho cô. Chị bị cầm tù trong căn nhà này đã 18 năm rồi. Giờ đã đến lúc em giúp chị được tự do. Chị muốn Byung-jun thấy mẹ nó có phẩm giá và không ai có thể tước đoạt được điều đó. Em sẽ chiến đấu vì chị. Em sẽ tiến hành kế hoạch B. Ji-hun không hứng thú với chuyện quyền. Tham vọng tiền quyền đã khiến cho cuộc sống của những con người trong gia đình bà Song ngột ngạt, thiếu vắng tình yêu thương và mang đậm bản chất hận thù. Trước sau mẹ vẫn nghĩ anh là người bất tài thôi. Nhân cách tốt và nhân cách quỷ ám, ranh giới quá mong manh của những con người đang sống trong cuộc chiến giành quyền lực. Bà ta tên là Seo Sune. Vậy mục đích của cuộc thách thức tàn bạo này là gì? Hãy trả lại cho con giá trị con người mà đã bị mẹ trả đạp. Quý vị và các bạn đón xem 26 tập của bộ phim Hàn Quốc Hoàng gia sẽ được phát sóng trên NTV vào 20:10 các ngày trong tuần.